xương ra lê bánh đè thì còn rất là đẹp. Con này xài xích xu, nguyên bản của nó nhập từ bên kia về thì nó còn xích xu đó. Khung lườn đây là cái lam của nó nè. Xe này cũng ít xài cho nên là cái lam nó cũng không có mốt méo nhiều ha, nó cũng còn rất là đẹp. Xích xu của con này thì nó còn như mới nha. Đây, xích xu còn mới thì cần rất là cao. Và nó thì nếu mà anh em có cái nhu cầu mà thay thế cái xích xu này qua cái xích sắt á thì mình cũng có thể là thay thế được. Đáp ứng nhu cầu cho tất cả anh em có nếu có nhu cầu. Và khung cái đầu bò của nó thì mình đã làm bạc ép rất là kỹ rồi, xong xuôi hết và cũng xịt rửa rất là sạch. Đấy. Đó, sạch không? Cần kế vào rửa. Mâm dần chắc ở dưới nó còn nước sơn gì nữa. Đáp ứng cho tất cả anh em nào mà có cái nhu cầu khó tính. Đó, dòng mũ biosic của nó ở đây thì nó cũng rất là còn đẹp, nước sơn kim của nó ha. Con này thì mới nhập về, máy bơm, cần kiếp đồ đó tất cả đều là nguyên viên hết, rất là đẹp. Cần cào, ắc bạc cào, cần. Chiếc này là Kobenco SK30R-1. Con này nó xài cái tay lấy nách, tay lấy nách và máy thì bơm máy bê tông. Đấy, con này nó xài máy dòng ma, xài máy dòng ma bơm bê tông. Con này là nó mình tròn nha anh em, mình tròn nó thích hợp và phù hợp cho rất trong các cái địa hình nhỏ hẹp làm móng cuốc móng nhà này này nọ đó. Xe á, nói chung là con này thì nhập về nguyên bản thì bây giờ mình sẽ test cái tiếng máy nổ cho anh em nghe tiếng máy nổ thử. Đó, xe đang nổ máy hoạt động. Hiện tại đường xe rất là đông cho nên là nó hơi ồn. Ở trong nó còn thấp âm lắm nè. Thao tác thì nó rất là nhẹ nhàng, nhanh gọn. Đấy. Cái này giờ mình quay có một mình cho nên là không có cái không mà để mình xe á thì mình chỉ ở đây mình chỉ nổ cái máy thôi. Còn thử các thao tác này nọ, động tác á thì mình cũng thử để cho anh em có nhu cầu mà lên mua á thì mình lên mình thử xe. Đó. Còn xe thì nó hoạt động như thế nào thì cái đó tùy theo cái việc đánh giá của anh em. Sau đó chín người 10 ý mà mua, mà ai thích loại này dòng này thì họ sẽ biết được là cái ưu nhược điểm của con này nó như thế nào. Đó. Thì anh em cứ lên thử rồi có gì mình ưng bụng thì mới đi đến thương lượng đàm phán mua bán. Còn xe thì mình cứ nhập về nguyên bản, máy bơm xịt rửa và những phần nào mà lặt vặt ví dụ như rơ ấm ấm áp rồi này nọ thì mình sẽ bấm làm lại hết. Còn máy bơm thì nó nguyên bản bên Nhật về đó, nguyên bản bên Nhật về. Xe nãy giờ mình cũng review từ chân mâm cho tới bơm máy rồi. Bây giờ thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu anh em nào có thực sự thích cái loại dòng này thì cứ liên hệ mình, phải mình tên cá nhân từ cái đầu đường Tân Giang xuống nè, đầu đường Tân Giang xuống
thương lượng mua bán. Ok, xin chào tất cả anh em nha.